Xin chào các bạn nha Ở trong video ngày hôm nay Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà nẹp thẻ cào điện thoại Viettel nhé Thì cái này đơn giản cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết đấy nhé Tại vì mình thấy là có rất là nhiều người lớn cũng như là em nhỏ thì chưa biết cách để mà nẹp thẻ cào điện thoại Rồi Thì ở ngay ở trên cái thẻ cào của Viettel thì cũng Cũng có cái hướng dẫn ở cái phần nẹp ấy nha. Đây người ta hướng dẫn là nhấn này Sao 100 sao này Mã số thẻ này, sau rồi đó bấm vào cái phím thăng rồi bấm vào phím gọi là chúng ta có thể nạp thành công đây ở đây thì người ta có hướng dẫn luôn nhé rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn luôn thì đầu tiên mình sẽ tiến hành cào cái thẻ này ra nhé rồi ở đây thì các bạn lưu ý rằng cái thẻ cào của Viettel này này bất cứ một cái thẻ cào của điện thoại nào ấy các bạn cũng không để cho nó dính nước vào nhá nếu như mà không may mà nó dính nước vào ấy là cào nó sẽ bị mất số đấy nhá cho nên là thẻ cào thì không các bạn lưu ý là không có để bị để nó bị dính nước rồi tiếp theo là cái phần cào cái mã số ở đây này các bạn nhớ là cào cho nó sâu ra nhá tại vì mình thấy có rất là nhiều trường hợp à, có một số người thì người ta cào cái thẻ cào này người ta cào không hết số đấy đâm ra là nẹp thì không được cho nên là nhớ ở cái số thẻ cào này là các bạn phải cào hết ra các bạn phải cào rộng ra để tránh trường hợp mà nó còn bị thiếu số ở đây nhá rồi thì đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cho mình cái phần cuộc gọi đây các bạn bấm vào cuộc gọi Tiếp theo thì các bạn sẽ bấm cho mình là sao. 100 sao. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành đó chính là nhập cái mã số thẻ cào vào nhé Của mình là 11545. 11545 4416 8567 86. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phím thăng cho mình. Rồi, ở đây là các bạn để ý nhé Các bạn bấm là sao 100 sao. Sau đó thì bạn sẽ tiến hành đó chính là bấm cái mã số thẻ cao của các bạn vào. Sau khi mà bấm xong cái mã số thẻ cao rồi, các bạn bấm vào cái nút thăng ở đây. Sau đó thì các bạn bấm vào cái phần nút gọi là được. Bấm vào. Cái mã USD đang chạy nhé. Các bạn chờ một tí xíu. Rồi, tài khoản của quý khách là 249.705 đồng. Hiện uh, vừa nãy thì cái tài khoản của mình, đây, người ta nói là mình uh, nạp tiền thành công này, nhận được một cái tin nhắn về này. Đó Đây có bên uh, 195 người ta gửi về là quý khách có là 249.705 đồng Thì vừa rồi là mình có 149.705 đồng Sau khi mà mình nẹp xong cái thẻ 100.000 này vào này Thì mình có tất cả là 249.705 đồng Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành Đó chính là vào trong cái phần uh, kiểm tra tài khoản nhé Mình bấm vào nút gọi này các bạn bấm vào sao 101 thang để mà kiểm tra tài khoản chính nhé. Các bạn bấm nút gọi mã WD đang chạy. Rồi và hiện tại là của mình đã có là 249.705 đồng. Ở đây thì các bạn lưu ý nhé là khi mà các bạn nạp thẻ cào ấy thì các bạn nạp cái thẻ Viettel này này thì bắt buộc là cái sim của các bạn cũng phải là sim Viettel thì mới nạp được nhé Còn nếu như mà các bạn uh, xài sim Viettel mà các bạn dùng cái thẻ Mobi hay là Vina thì sẽ không nạp được nhá. Và các bạn cũng phải lưu ý rằng khi mà chúng ta nạp tiền vào trong điện thoại đấy thì nếu như mà các bạn nạp sai quá 5 lần ấy thì cái sim của các bạn sẽ bị khóa nhá. Nếu mà trường hợp mà sim các bạn nạp mà sai quá 5 lần mà sim bị khóa đấy thì các bạn có thể là dùng cái sim khác để mà gọi điện cho tổng đài của Viettel để mà nhờ họ mở khóa ra dùm. Rồi và trong video này mình hướng dẫn các bạn cách để mà nạp thẻ cào điện thoại Viettel. Và nếu như mà các bạn thích video nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh Marik Mobile. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.